Thuê nữ giúp việc thông qua mạng xã hội, chủ nhà bị mất trộm tiền, vàng giá trị lớn. Thông qua mạng xã hội, chị C ở thành phố Huế đã thuê một phụ nữ không rõ tên tuổi, địa chỉ cư trú, đến nhà làm giúp việc cho gia đình mình. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, gia đình chị C bị nữ giúp việc trộm lượng lớn tài sản gồm tiền, vàng trị giá hơn 300 triệu đồng. Ngày 18 tháng 3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm rõ nghi phạm có hành vi trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Theo thông tin ban đầu, chị C, trú tại Huế, đến Công an phường Trường An, thành phố Huế, trình báo bị mất trộm tài sản gồm tiền, vàng với giá trị trên 300 triệu đồng. Sau khi rà soát, cơ quan công an xác định nghi phạm là người giúp việc mà chị C thuê thông qua mạng xã hội Facebook trước đó 2 ngày nhưng lại không rõ tên tuổi, địa chỉ cư trú. Riêng địa chỉ liên lạc qua Facebook chị C không thể liên lạc được sau khi vụ trộm xảy ra. Quá trình thu thập tài liệu cho thấy Phạm Thị Lệ T, sinh năm 1994, trú tại tỉnh Quảng Trị, người do chị C thuê làm giúp việc là nghi phạm. Do đó, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ T khi đang lẩn trốn tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Tại cơ quan công an, bước đầu, Phạm Thị Lệ T khai nhận khi vào giúp việc tại nhà chị C, nghi phạm đi lên phòng ngủ ở tầng 2 lấy áo quần. Tại đây, T phát hiện túi xách đựng tiền và vàng để sơ hở trong thùng giấy. Nổi lòng tham, T lấy số tiền trị giá 13.900 USD và lắc tay kim loại màu vàng của chị C sau đó. T bỏ trốn vào Đà Nẵng rồi bán toàn bộ số USD lấy trộm từ nhà chị C.